Chào anh em, hôm nay mình sẽ có một cái thí nghiệm nhỏ về các loại kích ở trên thị trường. Ví dụ như là kích ngày xưa mình sử dụng là kích DIY, kích xưa 1000 và 2000 hệ 212, 24, 48 đều có sử dụng và đều chia sẻ với anh em là tự làm, tự DIY. Và có một cái vấn đề mình muốn thí nghiệm hôm nay ấy, là sử dụng bếp hồng ngoại, bởi vì là anh em nói và đó cũng là sự thực là khi anh em sử dụng inverter tự làm hay là đi tới mua ấy, thì anh em muốn nó ổn định ở cái điện áp, ổn định ở cái tần số và ổn định ở cái khi mình sử dụng, thì tránh cái trường hợp là mình mua vào những cái hàng kém chất lượng hoặc là mình làm ra nó vẫn chưa đạt chất lượng cao ấy, thì mình có thể test bằng những cái thiết bị ví dụ như là máy đo tần số, máy đo đồng hồ đo vôn. Và mình sử dụng ở đây là cái bếp từ đấy, bếp từ ở bên ngoài. Thì ở đây mình sẽ có một cái bếp ngoài, ở cái video này và video sau mình sẽ sử dụng chia sẻ với anh em sử dụng bếp từ mình test. Thì hôm nay mình sẽ test vừa so sánh là con lúc lắc và con ABC khi mình sử dụng bếp từ công suất tầm khoảng 1000, 1500 đổ về, thì xem cái tần số và cái vôn nó có thay đổi không, nó có dao động như thế nào. Bởi vì ở đây thì mình thì không có cái máy đo tần số chuyên dụng mà mình chỉ cái đồng hồ đơn giản này thôi và đo dòng thường thôi, ví dụ như là đo dòng thường ví dụ này con đi đây này thì nó cũng khá là ok trên thị trường. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình test. Trước khi test thì mình sẽ tắt toàn bộ hệ thống bằng không sử dụng điện lưới mà sử dụng ọp toàn bộ để mình so sánh xem sự sai có sai số ở đây không, hay là nó vẫn ok bình thường ấy. Như anh em, một số anh em có mà theo dõi kênh của mình 1-2 năm trước ấy, thì mình sử dụng và DIY những cái dòng kích ấy, thì khi mình sử dụng cái bếp từ thì cái con kích cái bình áp ấy thì nó có hiện tượng là nóng hơn và nó dao động, mình cảm giác thế thôi chứ mình không không có máy đo chuyên dụng về cái độ nhiệt nhiệt ra và cái tần số, thì mình đo thì vẫn được 50 50 Hz, nhưng nó đằng sau đấy thì nó mình chỉ kiểm tra như thế thôi. Và mình kiểm tra áp nó không sụt, nó chỉ sụt qua phi hoặc hoặc là khi mình sử dụng công suất đến 2000 ấy, thì bình hay là pin của mình nó sụt áp xuống và thì cái điện áp AC nó ra thì nó cũng có thể để sụt đi theo mất khoảng 1 V. Thì nếu theo như 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 mình tự làm ấy thì nó chỉ xuống 1 V thì không sao. Ngày xưa thì bình thường những cái điện áp đấy mình chỉnh là 224 V, còn bây giờ con trên con ABC này cái điện áp nó là 230, 31, 32, nó chênh nhau ở chỗ đấy, nó dao động ở chỗ đấy, miễn làm sao khi mình sử dụng nó không bị sụt áp. Và đây là sẽ video mình sẽ test anh em nhé. Đầu tiên mình sẽ tắt này, mình rút cái điện lưới ra, anh em nhìn này nó đang chạy này. Mình sẽ rút cái điện lưới ra đây đó anh em, giờ nó sang ọp nhé, nó sẽ ọp sẽ vì đây là cái ấy này, nó sạc mình rút ra này. Đây là cái dây này anh em nhá, thấy chưa, cái ổ cắm này mình sẽ cắm chuyển sang cái ổ này cho nó nhiều đó anh em, nó đây nhá, đó đây là cái ổ cắm này đấy, ổ cắm mình nhé. Ở đây là cái bếp mình sẽ đun, đây mình sẽ đun nước, đun tạm một cái ấm như này. Thì anh em nói là muốn test và kiểm tra cái hệ thống ấy, thì mình cứ sử dụng bếp hồng ngoại hoặc bếp từ. Thì bữa nay thì mình sẽ làm cái bếp hồng ngoại trước, bếp từ chính sau, và mình so sánh theo một lúc lắc với con ABC xem điện áp có thay đổi như nào. Thì bây giờ mình sẽ đo cái điện áp trước anh em nhé, chưa có tải, chưa có tải, chưa có tải nhé, 230 3233 V anh em nhé. Rồi 230 3233 V. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắm tải này. Và con ABC khi tắt điện lưới thì cái quạt nó vẫn quay bình thường, nhưng vấn đề là tí mình nghe xem cái biến áp nó có thay đổi gì vì cái âm thanh không, thì bình thường nó có thể nó cứ hơi kêu vè vè hoặc như nào đó. Ok anh em ơi, đã chạy rồi, biết đã chạy rồi, cứ phải test anh em ơi thì mình kiểm chứng được cái thiết bị của nó ok không. Mình sẽ sử dụng ở đây cái ấm này,
nước ở đây. Đấy. Bỏ đây nhé. Anh em nghe gì đấy chưa? Khi mình bật cái bếp từ thì và bật cái hẹp ngoại thì cái biến áp nó kêu ồ, đó là cái biến áp. Và cái nhiều anh em nói vấn đề là ở đây này, mình thấy là vấn đề đây này là cái dạng như kiểu sung ấy. Đấy, dạng như kiểu như vậy nó làm ảnh hưởng đến cái máy. Anh em nhìn ra nó ảnh hưởng đến cái máy, nó có thể hỏng kích của mình. Và anh em nhìn này, bắt đầu pin nó nhấp nháy, pin nó báo nhấp nháy, và điện áp ở đây là cái ấy đây nó hoạt động tổng khoảng hơn 1000 này, 3 vạch, nó lên 3 vạch, anh em thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ đo cái điện áp, đo cái điện áp, anh em nhìn nó kêu, nghe nó kêu chưa? Đấy, đây là anh em cứ lấy cái thiết bị này anh em kiểm tra này, và anh em làm và anh em mua thiết bị thì mình đảm bảo là nó ra cái gì ngay. Đấy, điện áp thì vẫn giữ được này, 231 232 vẫn giữ điện áp rất tốt, nhưng biến áp bắt đầu kêu và máy bắt đầu nháy cái này. Đấy, vẫn chưa hiểu lý do tại sao. Và ở đây thì mình cũng có một cái lời khuyên cùng anh em và chia sẻ tới anh em. Khi mình muốn sử dụng những cái thiết bị như thế này thì anh em nên từ điện 220 của cái điện ra thì anh em sử dụng cho mình một cái lọc nguồn ở đây, rồi anh em mới cắm bếp từ hoặc bếp bằng ngoại thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ chặn bớt cái dạng xung đi. Đấy là mình nghĩ thôi, đấy là mình đoán thôi, bởi vì là mình cũng không thể hiểu hết được những cái bếp này, bởi vì một số anh em nói như thế, bởi vì mình phải cái này mình phải học. Cái thứ hai ấy, mình phải có máy mình đo nhiễu rồi, đo xung rồi, đo những qua cái đường dây nó có bị sao không. Đấy. Còn bây giờ ấy thì nó anh em thấy không, nó ò anh em nghe. Đấy. Ò, anh em thấy chưa? Nó như này, liệu cái máy của mình nó có hỏng hay không. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra tần số. Điện áp thì hàng ABC thì mình không phải nói rồi, hàng chất lượng cao rồi, hàng đỉnh cao rồi, và độ bền của nó thì rất là bền rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ đo tần số. Cái máy này đo tần số thì nó không được chính xác đâu anh em, nhưng mà gọi là mình có mình đo thôi. Có mình đo thôi anh em nhé, có để mà đo thôi. Cái này mình nghĩ tần số ra đúng ấy, nhưng do cái đồng hồ thôi, đồng hồ hoặc là do cái bếp, bởi vì mình đã kiểm tra rồi, tần số ra của nó thì không phải bàn, sim chuẩn các thứ. Mà bây giờ mình đo thì nó nhảy loạn anh em, đo thì cái này nó nhảy loạn. Em thấy chưa, nó nhảy loạn đấy. À, cái DIY của ngày xưa của mình ấy, thì mình nhớ mình làm đến tận gần 20 con kích, thì có con thì khá ok, có con thì gọi là khi mình sử dụng ấy, cái thiết bị ấy, gì công suất lớn ấy, thì bắt đầu cái cảm giác tần số nó nhảy. Và anh em cũng lưu ý, anh em DIY sau này ấy, thì hãy lựa chọn và tìm mua cái bo RS02 ấy, loại tốt một chút, vì bây giờ mình thấy nhiều hàng nó ra ấy, hàng chất lượng kém và cái bo rất là mỏng. Đấy. Hoặc là anh em có thể mua những cái bo anh em họ đi ở ngoài họ tự làm ấy, thì nó sẽ ok hơn. Đấy, bắt đầu anh em mới bốc khói này, thì bốc khói rồi, nhưng mà thôi mình thử nghiệm thế thôi để cho anh em thấy là khi sử dụng này với những cái dòng kích điện mà biến áp sắt thì nó sẽ như thế nào và nó xảy ra hiện tượng như thế nào. Đấy, anh em thấy không, nó bây giờ là nó điện áp đủ, tần số thì không dám chắc, còn biến áp thì rung và kêu. Đấy, biến áp của ABC này rung và kêu thì nó cũng hên xui ấy. Nhiều con nào nó mà tẩm cái dạng vắc ly ấy tốt ấy, thì nó cũng phải không kêu, nhưng cái này thì mình không rõ, có nghĩa là con này nó kêu.
Đấy. Còn những con khác thì chưa biết. Anh em nhé. Chung là bây giờ nó đang sủi rồi. Rồi tôi vào cho mình sẽ tắt. Đấy, khi mình tắt là nó hết kêu. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang con lúc lắc và kiểm tra xem tần số và điện áp có bị thay đổi hay không. Đấy. Đây mình sẽ rút phích này anh em nhé. Rút cái phích này, trước hết là mình rút cái phích cái bếp ra này. Đấy, mình rút cái bếp, rút cái này ra lấy cái ổ cắm này. Đây có lúc lắc anh em nhé, để lúc lắc ở cái phích này này. Đó, cắm vào đây. Ok, cắm này có điện rồi này. Thì mình chưa sử dụng, mình sẽ đo cho anh em thấy điện áp nó bây giờ đâu. À, từ từ mình sẽ tắt cái mất điện đó. Anh em nhìn nhá, đây nó là vẫn đang sử dụng cái điện lưới hòa lưới nhé. Giờ mình sẽ tắt này. Đấy, tối om luôn anh em ơi. Tối om luôn như này là do mình để cái bóng đèn vào hệ thống. Bây giờ mình sẽ bật lại cái bóng đèn, có cái bóng đèn. Đây, để cho sáng đấy. Cái đường bẫy áp ấy, đường bẫy áp của con lúc lắc ấy. Đây anh em nhìn này. Bây giờ nó mất điện nhá. Đấy. Đây. Cắm ở đây là có điện cái gọng bẫy áp của nó đây. Đấy, rồi có rồi thì bây giờ xem nó đang sử dụng cái bóng 50W. Coi như là mất điện 50W này. Và mình sẽ đo đây. Trước tiên là cái tần số hoạt động. Tần số con bẫy áp của con lúc lắc nhá. 50Hz. Đấy. Chắc chắn là tần số nó không sai đâu, do cái đồng hồ đây. Mình xử lấy cái con này. Đây. Con này này. Anh em nhìn. HZ này, thì đo bằng cái máy này đi, đồng hồ đi. Anh em 50 này, nó nhảy. Mình có thấy nó nhảy lung tung 100. Đấy. 50 để 100. Đấy, nói chung là do cái thiết bị của mình thôi anh em. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng bếp từ. Rồi bếp từ nhá. À, bếp hồng ngoại nhá. Xem nó như thế nào. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đo cái vôn. Thì mình chích nhà mình biết là cái điện là cái tần số ra là sẽ chuẩn thôi, nhưng mà vô là điện áp 231V. Đấy, 231V. Ok. Bây giờ mình sẽ cắm này, bếp từ anh em nhìn này. À, cái con lúc lắc thì nó sẽ không phát ra tiếng kêu bởi vì là nó sử dụng là không phải biến áp sắt anh em ạ. Nên là mình sẽ không nghe thấy cái gì cả, nó sẽ êm ru. Vấn đề là mình khi mình cho vào đây là cái tần số nó có bị nhảy loạn, nhưng mà rồi mình sử dụng cái con ABC không thôi. Đấy anh em. Đấy mình đã cắm, mình đã cắm. Đây mình sẽ cho vào đây. Một 1200W. Nhưng đấy, thì bây giờ thì con lúc lắc thì mình nghĩ thì nó sử dụng thì nó chẳng có phát ra tiếng kêu gì cả, bởi vì nó không có sử dụng cái thiết bị gì như cái con kia điện áp này. Nhìn này, 230 30V, 230V, 231V, 6 như này thì không có phải là vấn đề đâu nha. Mình sẽ tăng lên, mình sẽ tăng lên. Rồi, ok. Và mình chỉ nghe thấy con lúc lắc nó kêu o anh em nhé. Anh em ơi. Đấy, lúc lắc kêu o o. Về về anh em ơi. Rất là nguy hiểm. Anh em thì nghe đi chưa? Nó kêu o o. Anh em thấy chưa? Em nghe tiếng
nó kêu rất là nguy hiểm, cho lên là mình phải tắt luôn, không biết là thiết bị. Bây giờ cho anh em nghe nghe nhé, hết kêu luôn, anh em thấy chưa, hết kêu luôn. Nên anh em sử dụng hết sức lưu ý trên các thiết bị, ví dụ như con lúc lắc này mà chạy như thế nó teo phát thôi xong luôn. Và bếp từ bếp hầm ngoại thì mình có chia sẻ thêm với anh em như này này. Thứ nhất là mình thí nghiệm, thứ hai là mình thử nghiệm, cái thứ ba là làm liều, cái thứ tư mình khuyên chân thành với anh em muốn chạy những cái thiết bị mình bỏ rất là nhiều tiền mua, ví dụ như ở đây là con lúc lắc cũng khá là giá thành cũng không phải là đáng rẻ. Với cái thứ hai là muốn chạy bếp hồng ngoại hay bếp từ thì mình nên lựa chọn những cái hàng bếp tốt mình sử dụng, để là tránh trường hợp là xung xeo xung xiệu là nó nhiễu làm ảnh hưởng đến máy móc của mình hỏng. Anh em nhìn chưa, lúc lắc mà còn kêu như vậy thì sử dụng những con như thế này sẽ như thế nào, nó nguy hiểm như thế nào ấy anh em nhá. Nó lúc lắc vẫn kêu, mà có thể mình kêu như thế có thể là nó làm con không biết trong con lúc lắc 6 kg này nó có delay không. Cái thứ hai cái biến áp xung của nó mình chưa nhìn thấy tháo, không biết nó sử dụng như thế nào. Biến áp tại sao nó vẫn kêu, và cái tiếng kêu nó phát ra vè vè ở đâu. Bình thường đa số là phần ở biến áp này và những các quận này, các quận cảm này nó nỏng nẻo này, hay là những con dưa le ấy nó bị kém tạo ra. Và những cái thiết bị ví dụ như là công suất anh em nhé, nó cũng có đấy. Thế nên anh em hết sức lưu ý, đây là video nguy hiểm nhưng mình test để cho anh em biết, để anh em sử dụng để tránh các trường hợp. Nhiều lúc anh em bảo thôi thì mất điện mình cố mình nấu cái thiết bị gì đó, nhưng anh em có thể sử dụng nấu thì anh em có thể sử dụng những cái thiết bị làm sao cho nó đảm bảo, để tránh cái trường hợp là nó hỏng cái máy của mình. Dĩ nhiên là máy thì bảo hành 5 năm, bảo hành 5 năm, nhưng trong cái quá trình anh em mua ở xa anh bảo hành thì nó cũng rất là khó. Và cái thứ hai ấy, là nó cháy thì nó có nhiều trường hợp nên là có thể họ sẽ không bảo hành cho mình. Đấy, anh em hết sức lưu ý. Đó thì bây giờ thì mình đang tính xem, bây giờ mình cảm thấy nó nguy hiểm, thật sự mình đang cảm thấy nó nguy hiểm. ABC thì nó kêu do biến áp rồi, còn lúc lắc thì nó kêu thì nhiều nguyên nhân lắm. Cho nên là con này ấy, mà mình sẽ không sử dụng ở trên nhà mình nhé. Mình nấu nướng ấy, thì mình cũng sẽ khó cái sử dụng cái bếp bếp hai bếp, nhưng mà bếp bếp của Đức mình chỉ chưa có thử nghiệm. Nhưng mà cái con lúc lắc này thì không sử dụng được, bởi vì khi mình bật lên cái bếp mình lên 4.000 cơ, lên nó 4.000W đây, nên là không có sử dụng được. Còn anh em có thể sử dụng cái bếp của Nhật ấy, bếp của Nhật ấy, nhưng mà giá thành nó khá là cao, bếp có dày dày như này anh em này đấy. Nhưng mình không có cái bếp để mình thử nghiệm. Thì bữa sau mình sẽ nghiên cứu xem, mình mang cái con Sunhouse, bếp từ Sunhouse để mình test cho anh em thấy. Hôm nay thì test cái bếp này, và mình không biết là cái máy hay là cái bếp nó bị ảnh hưởng như vậy. Nhưng mình muốn nhắc lại ở đây với anh em, để anh em chơi làm sao cho đảm bảo thì anh em nên sử dụng qua một cái lõi nọc bảo vệ cho cái thiết bị nó tránh bị xung, tránh bị xung ngược, cháy cái thiết bị của mình, để cho đảm bảo. Chứ mình thì khi mình cảm giác thấy nó bắt đầu o cái thì mình sẽ dừng, không sử dụng, không dám sử dụng lâu, bởi vì biết đâu nó cháy sao. Thứ nhất là test để cho anh em biết, chứ mình test xong mình để tịt luôn thì nó mệt lắm anh em. Đấy, nếu anh em sử dụng và chơi solar thì nó có nhiều cái phạm chủ và máy móc có liên quan đến thiết bị, anh em hết sức cẩn thận. Nếu anh em chơi và sử dụng solar, xin chúc anh em thành công. Chào tất cả anh em.